nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là phải sản xuất cho nhà này một đứa cháu đích tôn đấy. Cái này là do trời định, chứ con cũng không thể tự quyết được. Nhà này không chỉ vì nó mà tuyệt tự tuyệt tôn được. Thực ra lại có thể như vậy. Bạn lăm nhăm như mày thì đứa con gái tử tế nào nó thèm chứ. Anh từ bỏ thằng Kiên đi mà con. Nhà này chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi thằng cháu đích tôn để nối dõi thôi. Sao ông trời nương nhân tâm với tôi thế này? Alo. Con à, mẹ đây. Mẹ chồng con đã đưa tiền cho nhà mình trả nợ rồi con ạ. Thế thì tốt quá rồi. Thế tình hình bố thế nào rồi hả mẹ? Chúng nó vừa thả bố con về sáng nay. Bố con vừa hút được bát cháo, cũng khá hơn nhiều rồi. Mẹ chồng con đã chuẩn bị cho bố mẹ một căn hộ trên thành phố. Nếu sang tuần bố con đỡ, cả hai bố mẹ sẽ dọn lên đây ở. Vâng. Thế mẹ cố gắng chăm sóc bố, động viên cho bố để bố yên tâm hơn mẹ nhé. Lần này bố con bị bọn chủ nợ nó bắt, may mà được mẹ chồng con giúp. Nhà mình mang ơn họ nên con phải cung phụng nhà chồng con được thật tốt, nhớ chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ bảo con lấy được nhà chồng giàu có cũng coi như chuột xa chĩnh gạo, số được hưởng thì phải biết đường nắm bắt cơ hội, cố sinh lấy một đứa con trai để giữ chồng. Thôi được rồi mẹ ơi, cứ thế đi nhá, con đang bận nhiều việc lắm. Thôi con tắt máy đây ạ. Mẹ, con ăn cái bát cháo Yến này đi cho nó nóng này. Con cảm ơn mẹ ạ. Thế ông thông gia mình ấy thế nào rồi? Bố con về rồi mẹ ạ. Giờ bố con cũng ổn hơn rồi. Bố mẹ con gửi lời cảm ơn mẹ. Còn việc mà đón bố mẹ con lên đây, mẹ cứ để con tự thu xếp cũng được ạ. Con không cần phải ngại, cứ để bố mẹ con lên đây ở cho nó gần con gần cháu. Mà hai gia đình thông gia đi lại nó cũng gần. Mà mẹ cũng không cần phải nói với hàng xóm, với bạn bè là mẹ có thông gia ở quê. Dạ. Mà con đang bụng mang dạ chửa thế này, có bà ngoại nên ở chăm thì cũng còn tốt hơn là đi thuê người giúp việc ấy con ạ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Cả đời này ân tình mẹ dành cho con và gia đình con sẽ không bao giờ quên được đâu ạ. Con không cần phải công nệ như thế. Mọi thứ của cải vật chất hoặc địa vị mẹ có thể cho con được, mẹ không tiếc thứ gì. Nhưng ai cũng vậy thôi, mọi sự đối đãi tử tế cũng mong nhận lại được một cái sự đền đáp xứng đáng. Mẹ, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở công ty, mẹ cứ yên tâm ạ. Mẹ không chỉ nhắc đến công việc của con mà còn việc làm vợ, làm mẹ, con cũng phải hoàn thành cho nó tốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là phải sản xuất cho nhà này một đứa cháu đích tôn đấy. Mẹ ơi, con biết là mẹ và cả chồng con đều mong ngóng có một thằng cháu trai. Nhưng mà việc sinh con trai hay là con gái, cái này là do trời định, chứ con cũng không thể tự quyết được. Con chỉ sợ nhỡ may con lại không thể làm được những gì như mẹ kỳ vọng thì... Con không cần phải lo, mẹ đi xem rồi. Ông ấy bảo là mệnh của con với cả thằng Hùng ấy lấy nhau thì chắc chắn sẽ có con trai. Ông ấy còn khẳng định như này, nếu như là tòi ra một con vịt rời ấy, ông sẽ đền mẹ gấp đôi cái tiền mẹ đã đặt. Mẹ, thầy bói thì toàn nói mò, nói dựa, mẹ cũng không nên tin quá đâu ạ.
mẹ thấy đuôi lông mày của con dựng lên, với cả con nghén toàn đồ nước, giống y hệt cái hồi mẹ mang bầu thằng Hùng. Chắc chắn là sẽ là con trai, không thể là con gái được. Vợ trước của thằng Hùng chỉ toàn đẻ ra một lũ vịt rời thôi. Cái ngày chúng nó lấy nhau, mẹ đã không đi xem cho nó kỹ lưỡng. Nhưng nhà này không chỉ vì nó mà tuyệt tự tuyệt tôn được. Bây giờ có con ở đây rồi, mọi kỳ vọng mẹ đều đặt vào con đấy. Thế bà không thấy con vợ trước của nó bị tớ đuổi thẳng cổ đi đấy à? Đàn bà gì mà đến thằng con trai cũng không đẻ được thì còn làm ăn được cái gì hả? Lần này chắc chắn là ra cái bình rồi. Nếu không nếu không thì tôi lại cho thằng con trai nhà tôi đổi mái. Nhà này chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi thằng cháu đích tôn để nối dõi thôi. Thằng Hùng nhà tôi vơ đâu mà chả được vợ. Kiểu gì thì tôi cũng kiếm cho ra một thằng cháu đích tôn chính cống luôn rồi. Nha. Nếu bà ta biết mình đang mang thai con gái thì cuộc đời của mình coi như chấm dứt từ đây. Không, mình không thể kết thúc mọi thứ như thế này được. Mình nhất định phải có được đứa con trai bằng mọi giá. Kìa, sao mẹ về sớm này? Tưởng sang tuần mới về cơ mà. Tao mà không về sớm thì làm sao tao phát hiện ra chuyện này? Đây, mày xem đi, cái gì đây? Con đi trả cái. Mà mẹ kiếm đâu ra cái này đấy? Mẹ vào phòng, mẹ dọn phòng cho con. Mẹ thấy ngay cái này ở trên giường. Kiên, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, là ăn chơi gì thì ra ngoài mà ăn chơi, chứ đừng bao giờ dắt gái về nhà như thế này nữa. Mẹ không thể giải quyết được những cái hậu quả cho mày nữa đâu. Có gì đâu mà mẹ phải làm ầm ĩ cả lên đấy nhở? Vừa mới cách đây ít ngày, mẹ đã phải tốn cả đống tiền để đưa cho cái con bé ở quán bar nó đi phá thai rồi. Bao nhiêu lần tao đã phải giải quyết hậu quả cho mày mà mày vẫn chưa chừa à? Ôi giáo ơi, mẹ ơi, yêu 50, biết 10, nhưng mà cưới ấy thì chỉ có một thôi. Ôi, thời buổi này, thằng nào đang làm chả thế. Mà coi thật với mẹ nhá, con chơi để chơi thế thôi, chứ còn để chọn con dâu cho mẹ thì khỏi phải bàn. Nên là mẹ yên tâm đi. Rồi ôi, gớm, anh chỉ được cái mồm, chứ tôi còn lạ gì anh nữa. Cái loại lăng nhăng như anh làm gì có đứa con gái tử tế nào nó thèm yêu. Còn ngồi đấy mà tự kiêu tự đại. Này, mẹ nói trước nhá, mày mà dắt về đây một cái đứa con gái mắt xanh màu đỏ là mẹ chết cho mày xem đấy. Thế thì mẹ lại chẳng hiểu con trai của mẹ rồi. Để mẹ yêu chơi ấy,
thì con có thể chọn một đứa con gái hư. Chứ con để mà lấy làm vợ ấy thì phải ba chữ đấy hàng đầu: là ngoan, hiền và Thảo. Nếu không tin ấy, ngay ngày mai con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Thôi thôi anh ơi, anh bớt cái tật trăng hoa đi đã, rồi anh hãy nói chuyện vợ con. Mà tôi nói trước đấy, là tôi không có thời gian, không có tiền bạc để mà đi giải quyết cho anh nữa đâu. Anh muốn làm gì thì làm đấy, liệu liệu đấy. Con. Đây nhá, hôm nay con dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Mẹ chỉ cần gật đầu đồng ý thôi, đã sẵn sàng cưới luôn, không phải bàn cãi gì nhiều. Dạ, con chào bác ạ. Đây có phải là... Đây là Oanh, bạn gái con. Trước học cùng lớp với con, mà hôm trước mẹ đi học vui như con, chả gặp bạn ấy rồi còn gì nữa à? Mẹ còn hết lời khen là xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền dịu đấy con gì. Ok bác, bác làm sao đấy ạ? Bác sao đây? Bác không sao. Kiên, mày lấy ai thì lấy, nhưng mà nhất định không được lấy cái con bé này. Ok, em bị sao đây? Chẳng phải là mẹ hết lời khen gối còn gì nữa à? Bây giờ mẹ ngăn cản nó như thế nào? Bác ơi, cháu có gì không phải mắc bác bảo qua, chứ cháu với anh kia yêu nhau thật lòng. Bác ta thành cho chúng cháu ạ. Cháu gái ơi, bác bảo này, thằng Kiên nhà bác nó không như cháu nghĩ đâu. Thằng Kiên nó không xứng đáng với một người như cháu đâu. Nghe lời bác, cháu hãy tìm cho mình một người đàn ông khác tốt hơn mà lấy làm chồng, cháu ạ. Mẹ bị làm sao đây? Con là con trai của mẹ đấy, chứ không phải người dân nước lã đâu. Giờ tao chỉ ước là tao không phải là mẹ của mày. Như thế tao sẽ đỡ dây dứt hơn đấy Kiên ạ. Ok. Mẹ nói rồi, nhất định là mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Dù cho có thế nào chăng nữa, mẹ cũng phải cho con một lý do chính đáng chứ. Đằng này mẹ vô duyên vô cớ cấm cản, con không nghe đâu. Mày, nếu mà mày còn coi mẹ là mẹ của mày thì mày phải nghe lời mẹ. Các con ơi, các con không hợp nhau đâu, nghe mẹ đi mà. Ui giáo ơi, dẫn gái hư về mẹ không nghe, bây giờ dẫn gái ngoan về ra bắt mẹ, mẹ cũng phản đối. Con chẳng biết mẹ muốn thế nào nữa. Nếu như mà trước đây mày không ăn chơi, đua đòi, hư hỏng thì bây giờ đã không phải khổ, đã không phải đến cái nông nỗi này rồi con ạ. Cái gì cơ? Con như thế này là do ai? Chẳng phải do mẹ với bà. Ngày xưa ra sức nuông chiều cho ích tôn à? Giờ còn lỗi tại con. Đấy, mẹ muốn thế nào thì làm, vợ và chẳng còn góc cần nữa. Anh Kiên! Kiên! Anh Kiên! Kiên! Nghe mẹ nói đã Kiên! Bác ơi, cháu xin lỗi. Anh Kiên tuy nóng tính nhưng không phải người xấu đâu ạ. Để cháu đi gọi anh ấy về xin lỗi bác nhá. Xem ra có vẻ cháu hiểu nó nhiều hơn cả bác đấy. Dạ, cháu xin lỗi, cháu không có ý đấy đâu ạ. Bác có gì muốn nói với cháu à? Con gái à? Mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con.
từ trước tới nay. Lúc nào mẹ cũng luôn mong con sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cả đời mẹ, mẹ chỉ mong con có được hạnh phúc, gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương con thật lòng. Mong con gặp được gia đình nhà chồng thật tử tế. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, rồi cuối cùng chẳng để làm gì đâu con. Nhục nhã lắm con ơi. Mà bác ơi, cháu không hiểu bác đang nói gì ạ. Giờ các con cũng đã lớn, đã trưởng thành cả rồi. Các con cũng được quyền phải biết sự thật. Mẹ đã định giữ kín chuyện này cho tới tận khi mẹ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà giờ đến nông nỗi này thì mẹ không thể che giấu sự thật được nữa. Oanh à, mẹ, thật ra mẹ chính là mẹ ruột của con. Không thể nào, tại sao bác lại là mẹ cháu ạ? Mẹ cháu nghe mẹ này con, từ khi về nhà này làm dâu đến đây, không một ai trong cái gia đình này tôn trọng mẹ cả. Bà nội con, rồi cả bố con, tất cả mọi người chỉ coi mẹ như là cái máy đẻ thôi. Lúc nào trên đôi vai của mẹ cũng mang một gánh nặng, đó là phải sinh cho họ một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Vì hoàn cảnh, mẹ không còn lựa chọn nào khác, mẹ đành phải tráo đổi con cho gia đình khác. Chứ nếu không thì mẹ con mình giờ đã tha phương cầu thực ở một nơi nào đó rồi con ạ. Bà thôi đi, bà đừng nguy biện nữa. Bà nhẫn tâm vứt bỏ tôi chỉ vì tôi là một đứa con gái à? Không con ơi, mẹ không hề vứt bỏ con. Mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo, quan tâm tới con hàng ngày. Tháng nào mẹ cũng gửi tiền cho bố mẹ của con để họ có đủ chi phí nuôi con ăn học, con lớn từng ngày đấy con ạ. Bà tưởng chu cấp cho tôi là có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của bà à? Tôi kinh tởm sự thật này. Tại sao tôi lại có một người mẹ như bà chứ? Con ơi, mẹ biết là giờ mẹ không còn đủ tư cách để nói những lời này nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ đẻ của con. Giờ mẹ chỉ xin con hãy nghe mẹ một lần thôi, để mẹ có thể bộc bạch được tất cả những gì mà bao nhiêu lâu nay mẹ luôn giấu kín. Tôi không muốn nghe một cái gì cả. Bà nhẫn tâm vứt bỏ tôi thì mọi lời nói của bà chỉ là giả dối thôi. Mẹ biết giờ có hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi mẹ nói ra thì cũng đều là vô nghĩa cả. Nhưng mà dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ cầu xin con, mẹ cầu xin con đấy. Con hãy từ bỏ thằng Kiên đi, con hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này đi mà. Vì lý do gì mà cho rằng anh ấy không xứng đáng với tôi? Thằng Kiên, nó là cháu trai độc đinh của cả dòng họ này. Từ bé, nó đang được nuông chiều, ăn chơi trác táng. Nó hư hỏng lắm con ơi. Nó không tốt đẹp như những gì con nghĩ về nó đâu. Mẹ cầu xin con đấy. Con hãy nghe mẹ đi, hãy từ bỏ nó đi mà. Ở ngoài kia còn có biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn, họ có thể sẵn sàng hy sinh vì con và mang lại cho con hạnh phúc. Nghe mẹ đi mà con ơi. Bà đã bao giờ hiểu về cuộc sống của bọn tôi chưa? Anh ấy có vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm, còn tôi thì ngược lại. Chính bà đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi, khiến bọn tôi biến thành con người thế này đấy. Mẹ, là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con,
Mẹ thực sự xin lỗi con mà con ơi. Hãy nghe mẹ đi mà. Mẹ không muốn con phải lấy thằng Kiên đâu. Nếu như con mà lấy nó thì cả đời này con sẽ phải khổ sở, đau đớn và nhục nhã như mẹ đấy. Mẹ không muốn con của mẹ phải chịu điều đó đâu. Vì tôi hay là vì bà? Muộn rồi. Tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ấy. Giờ bà có cấm cản cũng không được gì đâu. Sao lại có thể có chuyện đó được? Sao lại có chuyện đó? Trời ơi, trời ơi, tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Mọi chuyện đều là do tay bà tạo ra. Nên thay vì làm một người mẹ tốt, hãy cố gắng trở thành một người mẹ chồng tốt đi. Đây coi như là cái nghiệp mà bà phải gánh. Còn muốn giải quyết thế nào là do bà đấy. Anh ơi, con ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? Này, bây giờ chị gọi trà sữa rồi mà chị không nhận à? Tao khinh. Nếu mà mày tốt như thế thì mày giả tiền cho nó đi. Hồi sáng ngay lúc đi ship hàng em gặp một thiên thần anh ạ. Chị muốn lau giày à? Ừ. Giày đấy, tự đi mà lau nhé. Ơ kìa, cái thằng danh con này. Mày im mồm, mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao đâu. Cút ra ngoài kia. Tôi không muốn làm việc với người có nhân cách tồi tệ như cô. Với lại cô đã quyết định đầu tư vào công ty của Hương rồi. Hương, đi ăn với tôi nhá. Nói thật là Hương là mẫu người mà tôi rất thích. Ơ, chị ơi. Chị ơi, chị gọi trà sữa đúng không ạ? Mày là shipper à? Chị ơi, em ship trà sữa. Của chị 2 cốc trà sữa, mỗi cốc 60.000 là 120. Với lại 30.000 tiền ship là 150 chị ạ. Khiếp, trà sữa rát vàng mà đắt thế. Mà ship cái gì tận 30.000. Này, mày ăn chặn tiền của khách đúng không? Cái bọn shipper chúng mày ý, tao còn lạ gì. Chuyên gia cắt tiền của khách thôi. Ờ, chị ơi, lúc chị đặt hàng trên hệ thống em tưởng là chị cũng biết giá hết trà sữa rồi ạ. Với lại em cũng ship ra đây rất là xa ấy. Chị nhận đủ giúp em còn đi ship tiếp ạ. Free ship đi, tao mua nhiều rồi phải được free ship. Chị ơi, không được đâu chị ạ. Chị đừng làm khó em, bọn em đi làm có được bao nhiêu tiền đâu ạ. Ơ, cái thằng này hay nhở. Khách hàng là thượng đế. Nếu mà mày không free ship ý thì thôi, tao không lấy nữa. Mày mang về mà uống. Ờ, chị ơi, chị nhận hàng giúp em với ạ. Đây cũng là công việc bọn em đi làm chứ bọn em có được thêm đồng nào đâu chị. Cái thái độ của mày làm tao khó chịu. Đã ăn chặn tiền của khách rồi. Mà này, mày có đến muộn 5 phút đấy nhá. Tao chưa nói gì thì thôi. Ừ, thật ra là em đến đây đúng giờ chị ạ. Với lại em gọi cho chị 3-4 cuộc, chị cũng có nghe máy đâu. Với lại chị xuống muộn 5 phút sau bây giờ chị lại đổ cho em ạ. Thôi, mày không phải trình bày lý do gì chấu với tao đâu. Bây giờ ấy, tao không lấy nữa. Mày có quỳ xuống chân tao ấy, tao cũng không lấy đấy, ok. Này, bây giờ chị gọi trà sữa rồi mà chị không nhận à? Thế bây giờ chị tính như thế nào đây? Bỏ cái tay ra cái thằng biến thái này. Mày có thích tao hét lên không? Bây giờ chị cứ nhận đồ đi. Thế xong rồi để cho em đi rồi em sẽ bỏ tay ra. Tao nói cho mày biết nhá,
tao sẽ report mày lên với công ty và sếp của mày, để cho công ty mày đuổi thẳng cổ cái thằng mất dạy bệnh hoạn như mày, bỏ tay ra. Chị nhận đồ giúp em đi rồi em có đi tiếp chứ em có làm gì chị đâu. Tao không lấy mày. Quyên, cậu làm cái trò gì đấy? Làm gì là việc của tôi. Tôi nhìn thấy hết cả rồi. Cậu bùng hàng của người ta, mắng chửi người ta, đến bây giờ còn định đánh người ta nữa. Cậu làm như vậy không sợ mang tiếng à? Tao thích đấy, được không? Việc của tao ấy không khiến mày can dự vào. Này, đừng tưởng bây giờ ấy làm chủ tịch của NCT ấy, muốn vênh mặt với tao á. Thương ạ, nói để cho mày biết nhá. Bây giờ tao là tổng giám đốc điều hành của Hay Online, không phải là cái người mày thích là mày động đến được đâu. Cậu thôi ngay đi, chuyện đấy không liên quan gì đến ở đây cả. Mau trả tiền cậu ta đi, để người ta còn đi nữa chứ. Thôi, không phải diễn. Ở đây làm gì có ai mà diễn. Ngày xưa đi học, mày luôn tỏ cái bộ mặt đáng thương với cả thầy cô và bạn bè. Chắc là bây giờ cũng vẫn cái bộ mặt đấy và cái thân xác này để vòi tiền đại gia lên chức chủ tịch chứ gì. Tao khinh. Cậu muốn đôi co với cậu đâu. Cậu thôi ngay đi, đừng xúc phạm tôi. Mau trả tiền cho người ta đi. Nếu mà mày tốt như thế thì mày giả tiền cho nó đi. Tao không thích. Bye. Lúc nãy rằng co em bị làm sao thôi? Em không sao đâu chị ạ. Mà chị quen cô ta hả chị? Cô ta á? Bạn học cũ thời đại học của chị đấy. Mà thôi, dù sao cũng là tính quen biết. Cô ta bùng hàng của em đúng không? Bao nhiêu chị trả cho khổ thân em. Thôi chị ạ, coi như là em đen đi. Em mang cái chú trà sữa này về em uống cũng được. Chị không phải bận tâm đâu em. Thôi, bao nhiêu để chị trả. Em làm shipper ấy, vừa nắng nôi như này kiếm được bao nhiêu đâu. Mà chị cũng đã tìm uống trà sữa đây này. Thế thì chị đưa em 50.000 cũng được. Mặc dù hai cốc này là 150 cơ, nhưng mà chị hộ em một nửa thôi là em vui lắm rồi. Này, cầm lấy đi. Coi như là chị bù cho em vì lúc nãy rằng co mất khách nhá. Chị đưa em nhiều này em không dám nhận đâu chị ạ. Thôi, cầm lấy đi, nào với cả nữa chị. Thế em cảm ơn chị nhá. Có gì đâu, không phải ngại đâu. Chị cũng có thằng em trạc tuổi em đấy, nhưng mà nó may mắn hơn em nhiều. Cầm lấy, mua bồi bổ học hành nữa nhá. À, này, đây là các visit của chị. Có gì khó khăn cứ gọi chị nhá. Chị ơi, em tên là Đức chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Thôi được rồi, chào Đức nhá, chị đi đây, bye bye em. Em bảo chị ạ. Anh ơi, hồi sáng ngay lúc đi ship hàng nhá, em gặp một thiên thần anh ạ. Mày bị hâm à? Chạy nhông nhông ngoài đường hít cho lắm bụi vào, giờ còn bị hoang tưởng nữa. Em không nói đùa đâu, em nói thật đấy. Mà... Anh nói thật nhá, đừng có làm shipper nữa, vất vả lắm. Nghỉ hè đang rảnh, thì tới công ty anh dạy việc cho, sau này còn làm quản lý. Em biết là như thế, nhưng mà... em muốn làm mấy cái nghề như là shipper này này, mấy cái nghề bưng bê này anh ạ. Để vì sao? Vì em gặp rất là nhiều loại người nhá. Mà em cũng nghĩ rồi, sau này đường nào em cũng trở thành chủ tịch tỷ phú như anh đúng không? Thì em cũng muốn mình trở thành một nhân viên trước để mình hiểu được cái cảm giác đấy. Sau này biết đâu mình làm lãnh đạo, mình lại tốt hơn. Chỉ lý sự là giỏi. Mà anh nghe mày nói có lý đấy. Nhưng mà cái chuyện mà em gặp cái chị thiên thần buổi sáng ấy, nó là thật đấy, em không đùa đâu. Chị vừa xinh nhá, vừa đáng yêu nhá, lại còn giỏi, mà tốt bụng nữa. Đây này, chị còn cho em cả cái danh thiếp đây này, anh xem đi. À, chủ tịch tập đoàn NCT à? Mà cô ấy làm gì cho mày, mà mày có vẻ thần tượng ghê thế. Ô, thế là người anh quen à? Thực ra thì để em kể cho mà nghe. Buổi sáng này nhá, em đi ship hàng, em ship đến cái tập đoàn Hay Online anh, gặp ngay một con mụ bùng hàng em luôn. Mà nó còn chửi em một suýt đánh em nữa chứ. May mà có chị này ra nhá, chị can, xong mà chị nói lại bà kia. Thế là em không bị đánh đấy. Mà chị tốt bụng cực, chị còn mua cả cái đống hàng em bị bom nữa. Không một tí nữa thì hôm nay đi làm công cốc. Mà chị còn cho em tận 500.000 anh ạ. Chị còn nghĩ em là người nghèo cơ.
buổi này mà cũng có người tốt thế cơ à? Đấy, em lúc đầu em cũng không tin đâu. Nhưng mà cho đến khi em gặp chị Thiên Thần. Nhưng mà bây giờ mà chị biết em là em trai của tỷ phú, không biết chị nghĩ sao rồi anh nhỉ? Công ty của tỷ phú có khác, chỗ nào cũng thấy hoành tráng thế nhở. Lần này nhất định là phải ký được hợp đồng, không thể để con Hương ở bên NCT nó tranh mất được. Này, mày làm gì ở đây đấy? Lại là chị à? Tôi làm gì thì liên quan gì đến chị? Bây giờ không làm shipper nữa hả em? Mà y làm lao công thế này, mà làm lau dọn ở công ty lớn như thế này thì cũng không phải là dạng vừa đâu nhở. Này, đang tiện cái rẻ lau, lau giày cho tao đi. Đằng nào tí nữa tao cũng phải đi gặp tỷ phú Tuấn Anh để ký cái hợp đồng này. Cũng phải tươm tất một chút. Chị muốn lau giày à? Ừ. Rẻ đấy, tự đi mà lau nhá. Ơ kìa, cái thằng danh con này, cái rẻ lau bẩn thế này mà mày dám ném cái đôi giày hàng hiệu của tao à? Mày có thích chồng một chân không? Này, cô định làm ồn gì ở đây đấy? Chị Hương. Đức, em làm gì ở đây? Lại là mày à? Tại sao đi đâu tao cũng gặp hai cái đứa sao chổi ở chúng mày thế nhở? Mày theo dõi tao đấy hả Hương? Tôi đến đây để ký kết hợp đồng, chứ không có rảnh đi theo dõi cậu đâu. Ký hợp đồng á? Thôi, mày đi về đi. Cái tập đoàn NCT của mày phá sản đến nơi rồi. Mày tuổi gì mà đứng đây đòi tranh ký kết hợp đồng với tao hả? Mày tránh ra để tao xử lý cái thằng danh con này. Cậu không được làm thế. Biết đây ở đâu không? Sao? Đây là cái nơi mà mày không có quyền lên tiếng. Ok. Được rồi. Nếu mà mày muốn tao tha cho nó chứ gì, chịu thay nó một cái tát đi. Cậu. Thôi chị ơi, kệ chị ta đi. Sao? Không dám à? Lộ mặt giả nai rồi kìa. Nói cho mày biết nhá, nếu ngày hôm nay mày không chịu trận thay cái thằng danh con này thì thằng này bước ra ngoài kia cũng không yên với tao đâu. Cái loại tép diêu như mày, tao chỉ cần búng một cái thôi là mày chết. Được, cậu đánh đi. Thôi chị ơi, kệ chị ta đi. Không, Đức, em ra ngoài đi. Này, đây không phải là cái nơi chị muốn đánh người là đánh đâu nhá. Lần trước chị đã bùng hàng tôi một lần rồi, bây giờ lại còn muốn tôi lau giày cho chị. Thế bây giờ chị cũng muốn đánh cả người nữa. Chị đúng là cái loại vô văn hóa đấy. Mày im mồm, mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao đâu. Cút ra ngoài kia. Cái tát này là mày tự nhận lấy đấy nhá. Này, công ty của tôi là chỗ cô làm loạn đấy à? Anh Tuấn Anh ạ, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Tại vì em đến đây, cậu lao công này láo với em quá, nên là em đang dạy dỗ lại thôi ạ. Anh, sao anh lại cho cái loại người vô văn hóa này vào công ty mình chứ? Cái gì cơ? Anh? Ờ? Cậu, công ty? Đúng thế, đây chính là em trai tôi. Không thể nào, một tỷ phú như anh không thể nào có thằng em làm shipper vừa nghèo hèn vừa bẩn thỉu thế này được. Tôi không tin. Này, thế em trai của tỷ phú thì phải như thế nào? Không lẽ lại phải khoe khoang kịch cỡm như chị à? Chị xin lỗi, lúc nãy chị có hơi lỗ mãng một tí. Em đừng để bụng nhá. Anh Tuấn Anh ạ, em là giám đốc đại diện cho tập đoàn High Online. Hôm nay em đến đây để ký kết hợp đồng cho công ty của em ạ. Em mong rằng anh không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng hợp đồng của chúng ta ạ. Xin lỗi, tôi không muốn làm việc với người có nhân cách tồi tệ như cô. Với lại tôi đã quyết định đầu tư vào công ty của Hương rồi. Anh ơi, không được đâu ạ. Anh suy nghĩ lại đi ạ. Nếu mà hôm nay anh không ký hợp đồng bên em thì chắc là em bị đuổi việc khỏi công ty mất. Anh xin anh đấy ạ. Anh nghĩ lại đi. Loại người như cô
không xứng đáng tồn tại trong cái xã hội này, chứ đừng nói là việc kinh doanh. Giờ mời cô rời khỏi công ty của tôi và suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Thế giờ cô muốn tự về hay là tôi gọi bảo vệ lên? Cô chưa trình bày gì mà anh đã đồng ý ký hợp đồng với công ty tôi ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ quyết định của anh mà công ty tôi được cứu rồi. Hương là người tốt, nên tôi tin là cô sẽ làm việc tận tâm. Với lại, cô cũng giúp đỡ em trai tôi nhiều. Tôi cảm ơn có không hết đấy chứ. Thực sự là tôi cũng nghĩ Đức lại là em trai của anh đâu đấy. Trên đời này không gì là không thể cả. Với lại, nếu tối nay Hương rảnh, Hương có thể đi ăn với anh em tôi không? Dạ. Thôi, ý em không phải thế. Ý em là hai anh chị cứ đi ăn với nhau đi. Em xin phép về trước, em không muốn làm kỳ đà kiểu đuối đâu. Thế nhá. Ok, Đức. Hương, đi ăn với tôi nhá. Nói thật là Hương là mẫu người mà tôi rất thích. Vâng ạ.